10 chi tiết hài hước trong Kimetsu no Yaiba. Mấy hôm nay chúng ta cứ xoay quanh vấn đề giả thuyết cũng khá nhiều rồi. Ăn gì nhiều quá thì anh em cũng chán đúng không nào? Hôm nay sẽ là một chủ đề mới, App sẽ tổng hợp lại tất cả các chi tiết hài hước nhất trong Kimetsu no Yaiba nhé. Những chi tiết này App tổng hợp từ cả bên sát quỷ đoàn lẫn bên quỷ để có nhiều chi tiết, nhiều nội dung hơn cho anh em giải trí. Thôi, đổi một xíu trong video hôm nay nhá. Cảnh báo trước khi xem video này, anh em đừng vừa xem vừa ăn uống để tránh trường hợp bị sặc nhá. Nói gì thì nói, vẫn như thường lệ, anh em nhớ like và share video này giúp App. Nó là nguồn động lực lớn nhất giúp cho App làm thêm nhiều video hay. Thôi, giới thiệu sương sương dị cũng đủ rồi, ta vào nội dung chính video ngày hôm nay thôi. 1. Có chắc lấy thủ cấp là đánh bại quỷ. Chi tiết nhầm lẫn hài hước đầu tiên đó là suy nghĩ mặc định của sát quỷ đoàn. Muốn đánh bại một con quỷ chỉ có một cách duy nhất là lấy thủ cấp của chúng. Tanjiro cũng đã được chỉ dạy như vậy, muốn đánh bại quỷ cũng làm bằng cách nói trên. Thế nhưng khi tiếp xúc với Thượng Huyền, mọi chuyện lại khác. Toàn là những thanh niên có nội tại đặc biệt, với cách lấy thủ cấp đã không còn tác dụng với chúng nữa. Mà ở trường hợp của anh em Thượng Lục, phải đồng loạt lấy thủ cấp của cả hai anh em mới đánh bại chúng được. Chứ mà khi một người còn y nguyên, một người mất thủ cấp, bọn chúng vẫn sống nhăn răng ở đấy. Em gái Daki bị mất thủ cấp rất nhiều lần mà con bé không bị gì cả, vẫn ngồi đấy khóc lóc than thở. Hay trường hợp của tên Thượng Tứ, hắn có nhiều bản thể, phải biết đứa nào là bản thể thật thì mới đánh thắng được hắn. Chứ gặp kẻ nào bay vào chém kẻ đó thì không bao giờ đánh bại được chúng. Những tay kiếm sĩ trẻ tuổi như Tanjiro sau khi tiếp xúc với mấy tên Thượng Huyền này mới vỡ lẽ ra là lời dạy của sư phụ hay là sát quỷ đoàn đã sai hoàn toàn. Con muốn đánh bại được bọn chúng, con phải cố gắng hết sức làm mọi cách lấy được thủ cấp. Làm lấy được thủ cấp của chúng, thằng Mên vui mừng quá trời, mà ai dè bọn chúng lại phục hồi lại phần đầu. 2. Tanjiro và Inosuke khi cua và cưa gái. Đây là sự so sánh giữa Tanjiro và Inosuke. Qua sự so sánh này, anh em sẽ thấy nó lạ lắm. Đầu tiên đó là cách đối xử con gái giữa Tanjiro và Inosuke. Trong khóa huấn luyện bộ 3 nhằm phục hồi thể lực và rèn luyện sức mạnh, sau khi tiếp xúc với hạ ngũ, đầu tiên đó là bài huấn luyện phản xạ do Kanao huấn luyện thằng Mên sau nhiều lần ăn hành, cuối cùng đã theo kịp tốc độ của Kanao. Bắt được lọ thuốc, theo luật sẽ hất vào mặt đối thủ, nhưng anh cả nhà Kamado này không làm vậy mà chỉ đặt chiếc cốc lên đầu cô thôi. Còn anh đấng chắc là do bị ăn hành nhiều ngày, bị cục xúc hay sao mà rất biết theo luật, nắm được chiếc cốc là hất thẳng vào mặt Kanao, không thương hoa tiếc ngọc gì cả, mà còn cười hả hê do bắt kịp tốc độ với cô bé nữa. Khi Tanjiro cưa gái là thể hiện tình cảm, thể hiện sự lo lắng, chăm sóc của mình trước mặt Kanao, rồi lại còn giúp cô không cần phải hành động theo những gì người khác ra lệnh mà có thể tự quyết định được việc làm của mình bằng cách quăng đồng xu. Nhờ vậy mà Kanao cũng đã có tình cảm với Tanjiro mà không dám thể hiện ra thôi. 3. Còn thanh niên mặt heo là cưa gái theo đúng nghĩa đen. Đó chính là dùng hai thanh kiếm của mình để cưa Daki trong trận chiến ở phố đèn đỏ. Do với tốc độ không đủ để lấy thủ cấp, cho nên là đấng đã dùng hai thanh kiếm cưa tới cưa lui. Vậy là đã lấy được thủ cấp của Daki được làm từ vải, mà chỉ có thanh kiếm của Inosuke mới làm được mà thôi. 3. Bị Muzan dục tuyển thành viên. Không biết về cuối, Muzan đang muốn nhanh chóng đạt mục đích hay sao, yêu cầu các Thượng Huyền phải tuyển thành viên gấp gáp lắm hay sao ấy. Anh em xem thử, đầu tiên là Thượng Tam, trong trận đấu nào thấy đối thủ của mình mạnh là liền rủ về làm quỷ, trở thành đồng đội của nhau. Theo như áp thấy là Akaza không có kinh nghiệm trong việc tuyển dụng cho lắm, cho nên chắc ăn nhất là cứ tuyển thẳng mấy anh đại trụ cột là ok la nhất. Ngặt cái là thanh niên này mời gọi người ta rất là nhiều mà không bao giờ được ai chấp nhận lời đề nghị cả. Xét theo KPI là thanh niên này không đạt chỉ tiêu rồi. Còn thượng nhất chắc cũng hơn anh ba một xíu, bị chúa quỷ dí quá cho nên đành tuyển một thanh niên chưa kịp thể hiện gì đã bị xóa sổ rồi. Do bị dí deadline quá cho nên làm cho đủ KPI, chứ mà có tâm là đã huấn luyện cho Kagaku một vài skill ăn đứt Zenitsu rồi. Mấy thanh niên này làm ăn chán thật, thấy được Muzan cho vào thập nhị quỷ nguyệt là những người đứng đầu nên mấy lời nói của Muzan không còn làm đầy quyết tâm nữa mà làm kiểu cho có, kết quả sao cũng chẳng quan tâm. 4. Nhiệm vụ Kokushibo, Duma và Ba Báo trong Vô Hạn Thành. Lại tiếp tục dìm hàng anh ba trong bộ ba Thượng Huyền, Kokushibo và Đậu Má toàn cân 2 cân 3. Mà giải quyết cũng một vài đối thủ, thượng nhất thì lụm Hà Trụ và Genia còn làm Phong Trụ bị thương trầm trọng.
toàn là những vết thương chí mạng, chỉ một sơ sức nhỏ là mất mạng như chơi. Duma lụm luôn trùng trụ, còn làm ca nao thương tích đầy người. Do thanh niên này ham ăn với hay nhây nhây với đối thủ nên mới dẫn đến việc thất bại ngày hôm nay. Chứ mới vào mà nghiêm túc như thượng nhất là lụm hết không còn một ai rồi. Còn đây là phần của anh ba, cũng cần hai với thằng Mên và Thủy Trụ. Mới đầu cũng cho hai người này ăn hành dữ lắm, mà đợt này anh cả Kamado đã phát triển sức mạnh rất nhiều. Ngay cả Akaza cũng đã công nhận Tanjiro mạnh hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt. Mặc dù nghiêm túc, những cần không kết liễu được đối thủ nào thì không hạ được ai cũng cho là được đi. Mà không nha, ở đây thanh niên này còn hỗ trợ thằng Mên phát triển thế giới giác ngộ, là kỹ năng chiến đấu khác biệt, vượt lên một bậc, phụ một tay đánh Muzan. Nếu mà gặp đối thủ khác đã không thức tỉnh thế giới giác ngộ rồi. Bên kia người ta mạnh là do có tốc độ nên né được mọi đòn tấn công, còn thượng tam là nhờ đến huyết quỷ thuật. Nhờ vậy nên Tanjiro mới ngộ ra bước vào thế giới giác ngộ. 5. So sánh bảo quản kiếm tốt và xấu của thợ săn quỷ. Đầu tiên là trùng trụ khi sử dụng kiếm. Chúng ta luôn thấy Shinobu bảo dưỡng, lau chùi thanh kiếm rất cẩn thận. Nhìn sơ qua thôi cũng biết là một người kỹ tính, luôn bảo dưỡng thanh kiếm trong trạng thái tốt nhất để có thể chiến đấu với quỷ bất cứ lúc nào. Sau trùng trụ là em rể Zenitsu. Mặc dù ta không thấy thanh niên này bảo dưỡng kiếm như là chị dâu, nhưng anh em có để ý là từ trước đến nay ta chưa từng thấy thợ rèn kiếm của thánh mê gái này đem đến thanh kiếm thứ hai nào cả. Cho dù làm rất là nhiều nhiệm vụ nhưng không nghe nhắc đến việc thanh kiếm bị hư hay là mất. Đấy, bề ngoài hậu đậu vậy thôi chứ không bao giờ làm hư hay là mất kiếm cả. Còn cậu bé Tan rất là đặc biệt, theo như áp đếm xương xương là cậu bé đã làm hư với mất 3 thanh kiếm, mà gặp ngay thanh niên rèn kiếm là một người yêu nghề, bỏ toàn bộ tâm huyết vào thanh kiếm. Mà gặp thanh niên hay làm hư như này nên lý do bị dượt cũng là dị đó anh em ạ. Hết làm gãy kiếm, tiếp đến ỷ có người rèn kiếm rồi, thanh niên không xài nữa mà cầm thanh kiếm vứt đi luôn, ném cho Akaza đấm nát kiếm, về sau còn xài bị mẻ kiếm nữa. Đặc biệt nhất là đấng mặt heo, người ta bỏ bao nhiêu thời gian phải rèn kiếm từ giai đoạn 1 để có một thanh kiếm sắc bén nhất nhằm giúp thợ săn quỷ có một vũ khí mạnh nhất đối đầu với những con quỷ. Vậy mà vừa mới nhận được thanh kiếm, liền ngắm một xíu thanh gươm, thấy lạ lạ là ra cầm viên đá đập cho thanh kiếm bị mẻ khắp nơi. Quan trọng là làm trước mặt thợ rèn của hắn nữa. Đấng tối cao không hề sợ một ai, bằng cách đập kiếm như vậy là bao nhiêu công sức người ta rèn kiếm bốc hơi hết. 6. Mẫu hình bạn trai một nơi, chồng tương lai nơi khác. Cái nhầm lẫn ngoại hình, mẫu hình tìm bạn trai của luyến trụ ở làng thợ rèn, Mitsuri có chia sẻ với Tanjiro mục đích trở thành kiếm sĩ diệt quỷ. Từ nhỏ đã bị mọi người chê ghét với vẻ ngoại hình khỏe mạnh của bản thân. Muốn làm một người con gái yếu đuối nên đưa ra mẫu bạn trai cô muốn kiếm là một người khỏe mạnh, cơ bắp, phải cuồn cuộn, là mẫu hình bạn trai lý tưởng luyến trụ muốn lấy làm chồng. Mà mấy người mạnh toàn là trụ cột, vậy là cô nàng càng cố gắng để vươn lên vị trí trụ cột, vậy là được gặp những chàng trai mạnh mẽ tìm chồng tương lai. Mà không biết bằng một cách thần kỳ nào đó mà người Mitsuri thích lại là xà trụ, là một người có thân hình nhỏ nhắn, tay chân thon gọn, không hề to con hay là có cơ bắp như mẫu bạn trai mà cô mong muốn. Phải mẫu bạn trai đúng ý của cô gái cơ bắp này là âm trụ, là một người có cơ bắp, có vóc người to con. Đấy mới là mẫu bạn trai cô ấy muốn. Vậy mà bạn trai bất ngờ biến thành một người ngược lại với mẫu hình của cô. Mà không biết Mitsuri có biết Tengen là người đã có 3 vợ chưa nữa hả? Có khi đã biết có vợ rồi nên không tranh giành với người khác nữa, không muốn làm người thứ 5 phá hoại nhà người khác. Nhiều khi còn có drama nữa nên đành phải bỏ qua, quyết định thay đổi 180 độ về mẫu bạn trai của cô. 7. Nhận thức nhầm lẫn về hậu duệ. Không biết sao chứ áp thấy chi tiết này cũng khá là hài. Trong khi Hà Trụ là hậu duệ của thượng nhất mà không sử dụng, không có một duy vật nào liên quan đến gia tộc của ông, nhờ vào cái họ mới nhận ra. Còn bên thằng Mên là có đầy đủ yếu tố là một người hậu duệ, sở hữu đôi khuyên tai được truyền lại từ Jorichi, sử dụng hơi thở mặt trời, lại còn có ấn diệt quỷ, nhưng đứa em của ông không sai đi đâu được. Nếu trường hợp này Hà Trụ và Tanjiro cùng đấu với thượng nhất, chắc ông cũng hơi băn khoăn về việc nhận người hậu duệ. Bên nào cũng là cháu của ông, mặc dù cậu bé Tan này có liên quan gì đến gia tộc của ông đâu, chỉ xuất thân từ một gia tộc bán than. Không quan trọng là nhận biết ai là hậu duệ của ai, miễn vừa thấy có người sử dụng được hơi thở mặt trời, ông liền nghĩ. À, thì ra thằng em mình cũng đã lập gia đình, hay bằng một cách thần kỳ nào đó mà có con rơi con rớt, nhằm né tránh xuất thân của con ông, nên đã lấy họ của người vợ nên nó mới lớn đến bây giờ. Mà thấy ai cũng dị, hơi thở mặt trời đã là thứ mà ông ghét nhất, ngay cả thằng cháu chắt gì ông cũng mần thịt, thì thằng ất ơ Tanjiro này sao bỏ qua cho được. 8. Một số chiêu thức vô tri ảo ma. Đây là tổng hợp một số skill vô tri mà át cảm nhận được.
Skill nhắc đến đầu tiên đó là hơi thở của sự giác ngộ của thằng mền. Thức thứ nhất là thao túng tâm lý của đối thủ. Không phân biệt đối thủ là ai, mạnh hay yếu, anh cũng không quan tâm. Yếu thì dạy đời nói đạo lý, còn gặp kẻ mạnh là dùng để thao túng tâm lý của đối thủ, đợi thời cơ đến là chớp lấy, hạ đối thủ ngay. Đây là một thanh niên rất là cơ hội. Hơi thở cô độc, nghe đến cái tên, anh em cũng biết là ai rồi đúng không nào? Không ai khác, đó là Thủy Trụ. Anh còn tự tạo ra cho mình thức thứ 11, đó là lặng. Mà ý nghĩa của thức này là do bị cô lập nên thanh niên này tạo ra một skill mà khi thực hiện là không có một bóng người hay một vật thể nào, kiểu như bị cô lập với tất cả mọi thứ. Giyu trở nên vô hình trước mọi thứ, không một ai chạm hay là đụng vào anh được, nên đây là thức mãi không có bạn bè. Hà Trụ lại có hơi thở vô tri, mà cơ bản cậu ta vô tri thật. Dù đánh với đối thủ mạnh cỡ nào mà khi cậu nắm phần thắng là không còn nhớ đến những trận đấu của bản thân nữa. Có mà gặp mặt lại cũng không nhận ra đã gặp mặt ở đâu nữa ấy chứ. Nên mỗi lần đánh là quên mặt đối thủ liền luôn. Từ khi cậu hồi phục ký nhớ mới trở lại bình thường. Cuối cùng là hơi thở của thuốc súng. Không biết bằng kiểu gì mà đây ai cũng dùng cận chiến để chiến đấu. Thế mà xuất hiện một thanh niên vượt thời gian dùng súng để diệt quỷ. Dùng súng giết cái bị ngáo luôn, quay sang thịt luôn cả quỷ. Thế là đã bước vào dạng ngáo đá hoàn toàn, thể lực, sức mạnh tăng vượt bậc. Kiểu phê quá nên hưng chiến ý. 9. Thượng nhị ham ăn bỏ trẻ thơ. Sai lầm của đậu má đó là tha mạng cho Inosuke khi còn nhỏ. Mẹ của đấng đã dùng chính tính mạng của mình để bảo vệ cho đứa trẻ. Thượng nhị mới đầu thấy cũng chẳng thèm quan tâm, vì đứa trẻ này thả theo dòng suối chảy ở trong rừng, dù sao thì nó cũng sẽ không toàn mạng, mà phải bỏ mạng cho thú hoang trong rừng, nên hắn đã dùng mạng của người mẹ để thế vào đứa con. Đâu ngờ thanh niên đầu heo này đã lớn trở thành một thanh niên, sở hữu mấy cái kỹ năng như các con thú trong rừng, còn không ngờ đến đó là thằng bé lúc trước lại trở thành thợ săn quỷ, đi săn ngược lại hắn nữa. Cuối cùng, đấng cũng đã quay lại trả thù cho người mẹ. Cũng chỉ vô tình được Duma nhắc đến người mẹ của Inosuke, cho nên cậu mới biết mẹ đã bảo vệ mình. Cậu cũng có một người mẹ như bao người khác, còn báo thù giúp người mẹ đã phải hy sinh bảo vệ cho mình nữa. Mặc dù cái chết của Duma không phải do Inosuke gây ra, mà cũng nhờ có cậu câu thời gian cho thuốc thấm độc nên hắn mới dễ dàng bị đánh bại. Chứ không có người câu thời gian, hắn lại có thời gian để giải độc thì cũng toang phết đấy. Duma suy nghĩ trong đầu, biết trước lúc đó giải quyết đứa nhỏ thả trôi đó rồi, tự nhiên nay nó lại quay sang báo thù cho mẹ nó. Đây đúng là một quyết định sai lầm trong cuộc đời của hắn. 10. Gia tộc Ubujashiki không yếu môn sinh lý. Không biết anh em có nhận ra không, chứ lãnh chúa Kageya là người rất yếu mà việc làm cũng phải làm. Trong một thời gian ngắn mà đẻ đến 5 đứa con, yếu mà mấy chuyện này giỏi lắm nha. Mà trong 5 đứa con này còn có sinh đôi, phải nồng cháy lắm thì mới có sinh đôi à. Gì chứ mấy cái này là không bỏ qua được đâu. Tính ra mấy chuyện này cũng không làm suy yếu con người của chúa công. Giống cha của Tanjiro cũng nồng nhiệt lắm, đẻ ra quá trời là con mà ông lại mất sớm. Nguyên nhân cái chết của ông bây giờ cũng chưa được xác nhận, có khi là do hành sự nhiều quá cho nên hao tổn sức khỏe dẫn đến suy nhược cơ thể. Chứ mà cày ngày cày đêm vậy, thứ nào mà chịu cho nổi hai anh em. Mặc dù công việc của ông là phải kiếm được kế tử sớm nhất có thể, duy trì việc quản lý lại cho người ở sau. Anh em thấy phi lý không? Đã người ốm yếu không làm được việc gì, đến việc tắm mà ông cũng không làm được. Chắc việc duy trì nói giống cũng là do phu nhân một mình làm hết, tự biên tự diễn luôn. Mà được cái ông trời lấy đi hết sức khỏe của ông còn chưa lại đường ông duy trì nói giống. Chứ mà lấy đi hết sức khỏe là gia tộc Ubujashiki không có cơ hội sửa sai của mình, mãi mãi bị lời nguyền cả gia tộc. Đây là những tình huống át cảm thấy hài hước nhất nên đã tổng hợp lại trong video ngày hôm nay. Còn cái này cũng khá là hài hước khi mà anh em đã like và share video này cho át đấy. Anh em xem đến đây cũng cảm thấy giải trí và vui hơn một xíu rồi đúng không nào? Cái này còn vui hơn nữa khi mà anh em được may mắn được gọi tên trong video ngày hôm nay nữa đấy. Đầu tiên là bình luận may mắn của bạn BubbleMin288. Em vô video này vì nhìn thấy chữ đen tối. Chào BubbleMin. Ấy ấy, anh hiểu ý của em đang nói ấy nhá. Đen tối gì ấy nhở? Bình luận may mắn thứ hai của video ngày hôm nay đến từ một bạn giấu tên. Phong cảnh nào tôi cũng sợ, nhưng sợ nhất vẫn là Muzan, nó vẫn còn sống và đi khắp nơi. Yo user, tên đọc hơi khó nhở. Avatar này của ai thì vào nhận nhá. Ad cũng thấy Muzan còn sống và đi khắp nơi, đúng là đáng sợ thật. Bình luận thứ ba và cũng là bình luận may mắn cuối cùng trong video ngày hôm nay đến từ bạn Agatsuma Zenko. Hello anh, cho em lên TV đi mà anh. Anh cũng hello lại Zenko nhá, cho em lên TV luôn và ngay đây. Phần cuối cùng của mỗi video đó là lời chào tạm biệt.
chúc anh em có một ngày thật vui vẻ và tốt lành. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì tạm biệt, bye bye.